là có những chiếc tàu du lịch cho nhỏ rất là đẹp luôn, chạy về những còn Thái Sơn còn Bụng các bạn. Dòng sông Bến Tre rất là rộng lớn luôn. Là cái cầu Rạch Miễu các bạn, nối liền từ tỉnh Tiền Giang về tỉnh Bến Tre các bạn. Dòng sông Bến Tre rất là lớn luôn, nên là cầu Rạch Miễu này phải đặt nối liền giữa hai tỉnh các bạn, và đường không tránh những xe qua lại tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre các bạn. Cầu Rạch Miễu này rất là lớn và dài luôn. Thank you.
xa xa là có những chiếc xà lan chạy về hướng cầu Rạch Miễu nha các bạn. Sóng rất là lớn luôn, sóng nhấp nhô trên mặt nước luôn các bạn. Đây là phía trên bờ kè. Có một chiếc xà lan hầm ngược nước chạy không được luôn, đứng kẹt luôn rồi, nên các bạn vừa qua cầu Rạch Miễu. Video của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn khán giả đã xem video của Hoàng Kim Tây và em hẹn lại những video tiếp theo.